Cục thuế Tây Ninh thường xuyên đổi mới cả về hình thức và nội dung theo hướng tập trung đi sâu vào những vướng mắc của doanh nghiệp về chính sách thuế. Cùng với đó, để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp, Cục thuế Tây Ninh đã thành lập tổ trả lời đối thoại gồm các công chức thuế có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống đến từ các phòng chức năng thuộc cục. Hầu hết các cuộc đối thoại đều diễn ra trong bầu không khí cởi mở, thẳng thắn trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ. Doanh nghiệp đã mạnh dạn hơn trong việc đặt câu hỏi và đề nghị phía cơ quan thuế tiếp tục giải đáp khi chưa thỏa mãn với câu trả lời. Mọi vướng mắc đều được tổ trả lời đối thoại giải đáp triệt để. Những nội dung này sẽ có trong chuyên mục Thuế và đời sống phát sóng lúc 11 giờ 15 phút thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2023 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị đón xem.